Quyển 83 Phần Nhiếp Dị Môn Phẩm Thượng. Như vậy đã thuyết nhiếp thích, sao gọi là nhiếp dị môn, ốt đà nam nói chung. Phẩm bạch và phẩm hắc, tuyên thuyết dị môn thảy, vì khai ngộ giác nghĩa, tụng tổng lược nên biết. Ốt đà nam nói riêng, thầy đệ nhất hai tuệ, thiện thuyết bốn chủng thầy, cũng có nhân duyên thầy, rộng thuyết thí giới đạo. Trong đây Như Lai gọi là đại sư, nối tiếp sư, tức là đệ tử thứ nhất, như tôn giả Xá Lợi Tử kia. Nói tập sư là quỹ phạm sư, hoặc thân giáo sư, hoặc bậc đồng pháp, hoặc bậc năng khai ngộ, hoặc bậc khiến nhớ nghĩ. Đại sư tức là người lập thánh giáo, nối tiếp sư là người truyền thánh giáo, tập sư là người thuận theo thánh giáo. Vì khai hứa chế, chỉ tất cả điều phải làm và không được làm. Vì mọi lúc truyền dạy dần dạy trao, nên biết, tức là bậc năng thuyết, bậc truyền thuyết và bậc tùy thuyết. Vì đuổi bỏ ngăn ngừa những việc không được làm, gọi là bậc năng tường trợ. Vì vui mừng ủng hộ những việc nên làm, gọi là bậc tường trợ thủ thắng. Vì năng khai thị những việc nên làm, những việc không được làm, gọi là bậc tường trợ hết lòng. Vì tùy chỗ sanh khởi tất cả nghi hoặc, đều năng khiển trừ, gọi là bậc năng dẫn dắt. Vì đều năng khiển trừ ác tác, ưu hối, gọi là bậc dẫn dắt thủ thắng. Vì đều năng khiển trừ tất cả phiền não và tùy phiền não, gọi là bậc dẫn dắt hết lòng. Người năng đoạn trừ tất cả nghi hoặc, vì nghĩa chưa hiển rõ năng hiển phát. Vì nghĩa đã hiển phát khiến trong sáng rõ ràng. Vì nghĩa cố thảm sâu dùng tuệ thông đạt rộng khai thị. Vì thệ làm quỹ phạm, làm tôn trọng, làm chỗ nương tựa, gọi là bạn thứ hai. Theo đó mà truyền truyền bạn, gọi là bạn lành. Xa xưa đồng vui nơi cư gia, gọi là bạn cũ. Cha mẹ thân tộc xoay vần hệ thuộc lẫn nhau, gọi là người gần gũi thương yêu. Nếu chẳng phải quyến thuộc mà thí ân huệ, gọi là người có ân. Nói nghĩa lợi là việc mong cầu năng dẫn nghĩa lợi. Vì đây mà vui gọi là vui nghĩa lợi, lợi ích gọi là thiện hạnh. Vì đây mà vui gọi là vui lợi ích, an lạc là an trụ, an ẩn, có nghĩa lợi ích thân tâm. Vì đây mà vui gọi là vui an lạc, nương hiện pháp vui gọi là vui an ổn, nương hậu pháp vui gọi là vui tương ưng an ổn. Ở nơi tất cả sự việc hiển hiện chân chánh thuận theo gọi là tín thuận. Nếu ở nơi Bồ Đạt Già La kia mà pha khởi tín thuận gọi là tín. Sau khi hiển bày công đức và uy lực tuệ thủ thắng của Bồ Đạt Già La kia rồi, tức có người ở pháp của bậc kia mà pha khởi tín thuận, thuận theo môn chánh lý gọi là tịnh tín. Tức do lực tăng thượng như vậy cho đến đông trên thần dựng đứng, cảm động rơi lệ hết thảy hành động của người kia, như vậy là tướng tịnh tín. Sau khi người kia đã nghe hết thảy công đức uy lực của bậc ấy rồi, ở nơi các oai nghi đi đứng hàng thường tin chân thật công đức gọi là tín thuận làm theo. Nói dục là nếu ở nơi đây vui, làm vui được. Tinh tấn, dũng mãnh phát khởi ra hạnh nơi tâm, nỗ lực sai tấn, đã dũng mãnh là chân tránh siêng năng tu học ở nơi ra hạnh kia. Cường quyết, đã phát sinh tinh tấn rồi chọn không mệt mỏi phế, bỏ không hoại mất, không thối lui. Siêu vượt, ẩn trọng tinh tấn, uy thế, đầu đêm giữa đêm, mặc áo giáp tinh tấn, sai tấn hoặc như chỗ đã nói, mặc giáp phát sinh tinh tấn, hoặc lại tăng thêm uy lực mạnh mẽ, dũng mãnh phát sinh tinh tấn, thấy sâu lợi ích thối thắng của quả kia gọi là dũng nhuệ. Lúc sinh tù, năng kham nhẫn chỉ ướt lạnh gọi là dũng mãnh, do khéo rõ biết trước sau sai biệt, ở nơi sự chứng đắc thối thắng sai biệt vượt hơn, thâm sanh tín thuận thành tựu tinh tấn gọi là khó chế phục. Ở nơi những điều chứng đắc thấp kém, khéo tiến tù không nhiếp sợ lùi sụt gọi là không vui đủ. Nói khích lệ tâm là trong lúc phát sinh tinh tấn có các ma sự, những việc chướng ngại, tất cả phiền não và tùy phiền não, cực khéo nhận ra thông hiểu, nhanh chóng quan sát khiến tâm tĩnh lặng. Thường hằng tức ở trong chánh gia hạnh đây, năng thường tu làm, năng không xả ách. Chánh tín là khi đại sư thuyết chánh pháp. Ở nơi chánh pháp đã lắng nghe rồi thu được tịnh tín, không phóng dật là đã được tịnh tín. Ở trong pháp lạc vượt khỏi các chướng ngại, phòng hộ tâm, hằng thường phát khởi tu tập thiện pháp. Dù già là thọ trì đọc tụng luận vấn quyết trạch tránh tu già hạnh, tư duy là theo điều đã thọ trì quan sát sâu kỹ rốt ráo pháp nghĩa. Nói nhớ nghĩ là đối với tất cả pháp nghĩa đã quan sát không bị quên mất, ở nơi điều đã làm, điều đã nói từ lâu xa, năng chân tránh theo đó nhớ nghĩ. Tầm tư là nương pháp nghĩa như vậy không điền đảo, chỗ phát khởi tầm tư thì xa lìa trí, già hạnh diệu tuệ xuất thế gian, hiểu tránh thể diệu tuệ thì xuất thế gian. Tuệ đã chứng đắc tuệ xuất thế gian, về sau chứng đắc diệu tuệ thế gian. Quán sát do tác ý quán sát không điền đảo,
quả sát sầu kỹ đã đoạn, chừa đoạn, còn sót thừa không sót thừa, phạm hạnh, tám thánh đạo trì và xa lìa pháp phì phạm hạnh, tập quen dầm dục. Nói án trụ phạm hạnh còn lại là 37 pháp bồ đề phần, đều do sự nhiếp thọ của ba xứ, do Sammatha, do Tỳ Bát Xá Na và do tù thần niệm. Nhờ chỗ thích hợp là tự tánh kia, phẩm lại kia, trong đầy tín niệm đều thông hai phẩm. Lại đại sư đây cũng được xưng khen là đệ nhất, vì hành nghĩa tự lợi cũng xưng khen là tôn quý, vì hành nghĩa lợi tha cũng xưng khen là thù thắng, vì hành cả hai nghĩa cũng xưng khen là cao cả, vì chiếu sáng bao trùm tất cả ngoại đạo cũng xưng khen là vô thượng, vì chiếu sáng bao trùm tất cả thành văn độc sắc, trung thừa hạ thừa. Lại có cách nói khác, đệ nhất vì khéo viên mãn cùng những người thế gian, tôn quý vì khéo viên mãn cùng các thành văn, thủ thắng vì khéo viên mãn cùng các độc giác, cao cả vì ở nơi phiền não chướng được thành tịnh, phổ thượng vì ở nơi sở tri chướng được thành tịnh. Lại có cách nói khác, đệ nhất vì ở dục hành khéo đắc viên mãn, tôn quý vì ở sắc hành khéo đắc viên mãn, thủ thắng vì ở vô sắc hành khéo đắc viên mãn, cao cả vì siêu vượt tất cả ba cõi thế gian khéo viên mãn, vô thượng vì khéo đắc viên mãn xuất thế gian, hữu tình không chân như rắn, hữu tình hai chân như người, hữu tình bốn chân như trâu, hữu tình nhiều chân như loài trăm chân, hữu tình hữu sắc từ dục giới cho đến đệ tứ tịnh lự, hữu tình vô sắc từ không vô biên xứ cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, hữu tình hữu tưởng từ dục giới cho đến vô sở hữu xứ trừ trời vô tưởng. Hữu tình vô tưởng thuộc trời vô tưởng, hữu tình chẳng phải hữu tưởng chẳng phải vô tưởng, sở hữu sanh thiên ở phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy nói lược phẩm lại sai biệt, hiển thị Như Lai là đệ nhất ở trong ba loài, loài xuẩn động, loài nương thân và loài nương tâm. Lại nữa nói tuệ năng đắc là tổng nhất tất cả sở hữu thiện tuệ, năng dẫn nghĩa lợi, khéo sanh trưởng tăng ích. Tuệ rộng lớn là chỗ có tuệ phẩm nguyến, trung thượng tăng tiến sai biệt. Tuệ thanh tịnh là tuệ do đời trước xuyên suốt tu tập, trải qua nhiều thời khiến thành thục. Tuệ thành biện là tuệ đối với các phiền não biết khắp, vĩnh viễn đoạn trừ. Tuệ viên mãn tức thiện tuệ đầy đã đến rốt ráo. Tuệ không gián đoạn tức thiện tuệ đầy đã chuyển thành pháp bất thối, rốt ráo xuất đi. Tuệ nhạy bén là tuệ rõ biết nhanh chóng. Tuệ nhanh chóng là tuệ không trệ ngại. Tuệ thông lợi là tuệ khéo liễu trì tận sở hữu và như sở hữu. Tuệ xuất ly là tuệ năng khéo liễu trì đối với pháp xuất ly và ly dục thế gian. Tuệ quyết trạch là tuệ năng liễu trì đối với các pháp ly dục xuất thế gian. Tuệ thảm sâu là tuệ năng liễu trì các pháp tùy thuận tánh không thảm sâu, tương ương duyên khởi. Vì năng như thật khéo thông đạt ở nơi tất cả hiện cố thảm sâu, trong đây đã chế lập tuệ Như Lai, thì tuệ thanh văn năng tùy theo đó mà hiểu rõ. Lại nói tuệ lớn tức là tuệ đầy trường thời duyên suốt tu tập. Tuệ rộng tức tuệ đầy cảnh sở hành vô lượng vô biên, tuệ không gì sánh. Vì các tuệ khác không gì có thể sánh xứng. Tuệ bảo, vì ở trong các căn, tuệ là thù thắng hơn cả. Như Bảo Châu Mani năng hiện pháp khiến bảo tỷ lưu ly luân vương tịnh sáng. Vì tuệ đầy tương ứng với thí dụ kia nên đều được danh là tuệ bảo. Lại nói tuệ nhãn là tuệ câu sanh, tuệ minh do người dẫn, tức là tuệ từ người dẫn mà khéo do hạnh. Tuệ quang là tuệ thành tựu do gia hạnh văn tư. Tuệ chiếu sáng là tuệ thành tựu do tu. Tuệ đăng là tuệ ở nơi sở tuyết kinh điển Như Lai kiến lập khai thị thẳng sâu. Tuệ nến là tùy lượng, tùy thời, năng tùy chuyển giáo pháp. Tuệ chiếu là ở nơi các pháp kia, dùng diệu tuệ năng khéo liễu trì, tùy khéo liễu trì, nhưng chỉ do người mà chuyển, chưa phải do tự thần chứng đắc. Tuệ không ám là tự thần tác chứng. Tuệ căn là sở hữu các tuệ do ở nơi sở chứng khác năng liễu trì, pháp lực tăng thượng. Tuệ lực là tuệ do tự mình chứng đắc trước sau sai biệt, năng liễu trì, pháp lực tăng thượng. Tuệ đầy do nương đạo lý pháp nên không bị thối khuất. Tuệ tài là dụng tuệ năng chiêu cảm dẫn tất cả giàu sang thù thắng tự tại, thành tựu tự tâm được tự tại hành chuyển. Trong đầy tuệ bảo là thù thắng hơn cả trong tất cả tài bảo. Năng là nhân căn bản của tất cả cuộc cải chân bảo thế gian. Tuệ kiếm và tuệ đao năng vĩnh viễn đoạn trừ tất cả kiết. Tuệ gậy năng phòng hộ xa tất cả phiền não thiền mã ác. Tuệ dây cương là tuệ nắm giữ con ngựa ý căn phi nhanh vào thiện hạnh địa. Tuệ không đoạn vì khiến các thân phần không tàn hoại.
Tuệ thường tưởng thành vì khắp ở tất cả chuyển chuyển một môn. Tuệ thèm bậc là đạo gia hạnh, tuệ bảo điện tức là đến cứu cánh, vì muốn hiển thị hết thảy ba tường thành, lại thuyết ba chủng đó là giới trí, chủng chủng giới trí và không phải một giới trí. Lại nói chánh kiến tức năng khéo thông đạt trần thật pháp, tuệ hữu học là tuệ như lý tác ý, năng dẫn phát tâm thiện giải thoát, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Lại về sau có các tuệ hữu học nhiếp thuộc quả dự lưu, quả nhất lai và quả bất hoàn. Lại các tuệ vô học nhiếp thuộc A-la-hán bồ đề, hoặc nhiếp thuộc độc giác bồ đề, hoặc nhiếp thuộc chư như lai tối thắng vô thượng bồ đề. Sao gọi là giới trí? Vì trí năng rõ biết chủng chủng cõi giới, hoặc năng rõ biết 18 giới, gọi là không phải một giới trí. Vì trí năng thông đạt rõ biết hướng đến phẩm loại sai biệt của giới kia, địa kia, bồ đẳng xà la kia, hoặc năng rõ biết giới kia có chủng chủng phẩm loại, gọi là chủng chủng giới trí. Lại nói vì tế, vì năng nhập nghĩa chân thật thẳm sâu, thẩm xét tất cả, vì năng chứng nhập đầy đủ tất cả nghĩa, thông minh, vì tuệ tương ứng với dẫn phát, tuệ triết, vì tuệ tương ứng với câu sanh. Lại nói nhãn, vì năng nắm lấy việc hiện thấy, trí, vì năng nắm bắt việc không hiện thấy, mình, vì hiểu biết nhập vào tận sở hữu của sự việc, giác, vì hiểu biết nhập vào như sở hữu của sự việc, hành nghĩa, nhất thiện pháp do tư mà thành tựu, hành pháp, nhất thiện pháp do văn mà thành tựu, hành thiện, nhất thiện pháp do thí giới mà thành tựu, hành điều nhu, nhất thiện pháp do tu mà thành tựu. Lại nói thiện thuyết vì khéo viên mãn các văn cú, thiện giác, năng khéo hiện thông hiểu tất cả nghĩa, xuất ly là đạo thế gian, đoạn trừ các khổ, đắc xuất ly, hướng đến đẳng giác là đạo xuất thế. Vì vượt qua các khổ, năng chân thật hiện đẳng giác, không sai biệt, tướng và nghĩa thuyết của thầy và đệ tử không chống trái nhau, thấm nhuần phân tấn, có tháp vững chắc, tất cả thiên ma ngoại đạo và người thế gian khác không thể khuynh động, có chỗ nương vì đầy đủ bốn nương không hoại mất. Đại sư Như Lai ứng chánh đẳng giác, đây là các cú về giáo sở thuyết thiện thành tịnh. Trong các cú đây, được hiển bốn chủng khéo thuyết pháp luật tối cực viên mãn. Đó là cú thứ nhất hiển văn nghĩa viên mãn, cú thứ hai hiển quả viên mãn, cú thứ ba hiển hạnh viên mãn, một cú sau cùng hiển bậc thầy viên mãn. Lại nữa, pháp của chư Phật Thế Tôn có nhân duyên, vì có duyên khởi nên chế lập tất cả học xứ, có xuất ly vì đã hủy phạm nên chế lập như pháp trở lại ra khỏi xa lìa, có chỗ nương vì bốn nương chế lập vượt qua tất cả ác giới luật các sự hủy phạm, có vượt qua vì chế lập xa lìa biên thọ dụng dục lạc, biên tự khổ hạnh, thuận theo đó ứng dụng khiến thành tựu, có thần biến vì bao trùng hiển hiện thần biến, vì kiến thu được thần thông nhanh chóng không gián đoạn, chế lập chân chánh dạy trao không gián đoạn. Lại nữa, này rộng thuyết thí, nói hết xà, giải thoát, vì hồi hướng niết bàn, vì không buộc đắm trong quả cố thí, thường duỗi tay, ân trọng rộng thí, vui xả bỏ trước khi thí, đang khi thí và sau khi thí, ý vui thanh tịnh, không nhớ lại hối tiếc. Thí tế tự, một hướng như pháp, không dùng sự bất thiện để tích trữ hết tài vật, mọi lúc đều luôn trải khắp vật thí mà thí xả, xả viên mãn, vì ở nơi ruộng phước mà phụng hiến, ở trong huệ thí vui phần bố, vì đối với cha mẹ vợ con luôn phân bố bình đẳng. Tất cả như thế tổng cộng có 6 thí. 1. Thí không chỗ nương. 2. Thí rộng lớn. 3. Thí hoan hỷ. 4. Thí luôn luôn. 5. Thí ruộng đất đai. 6. Thí quyến thuộc nhiếp thọ. Trong đây nương theo phẩm loại thời gian, nơi chốn bố thí mà thuyết. Lại nữa, này rộng thuyết giới. Trong Ốt Đà Nam nói, thì là pháp sát sanh, thuyết rộng đầy đủ giới. Nói giới luật, vì ở nơi sự nhiệt não do tội vi phạm tịnh giới mà năng tịch tĩnh, lại vì tương ứng với nghĩa thanh lương, luật nghi, vì xa lìa tướng tự thể, đầy đủ tránh nhiếp thọ không hối hận, thanh tịnh hiện hành nhiếp thọ tàng mà địa, nói thiện năng nhiếp thọ quả khả ái, không tội năng nhiếp thọ lợi mình người, không hại năng bỏ hết thảy sự đấu tranh, chống đối cầm nắm dao gậy, tùy thuận thuận theo chứng đắc các quả sa môn và sở hữu công đức thủ thắng khác. Ẩn giấu thường ẩn che thiện pháp của mình, hiển pháp thường tự phát lộ pháp ác của bản thân, đoàn nghiêm nhiếp thọ đầy đủ sở hữu vật trang nghiêm của sa môn như thiểu dục, ruộng phước nhiếp thọ chánh kiến quỹ phạm tịnh mạng viên mãn đức, không nhiệt xa lìa biên tự hành khổ, không não xa lìa biên thọ dụng dục lạc, không hối hận chân chánh xa lìa sự nhiễm ô ưu buồn, không an vui. Lại nói hy thiện thuyết pháp vì nhiếp thuộc đạo lý, vì giữ gìn chuyển vận đức thù thắng. Tỷ nại ra,
thuận theo năng dẹp tất cả phiền não, bập cánh xa liệt tất cả pháp tạp nhiễm ô, khiến kia không sanh khởi. Nói thiện năng cho quả khả ái vô tội, nên tập phải thân cận tu tập. Lành thay là các thánh hiền xưng khen một sự việc nào đó. Lại nói ra sanh tức nói rộng phẩm hắc phẩm bạch, như trong có tầm có tướng địa đã thuyết. Lại nói đầy đủ giới đều rộng thuyết, tức là an trụ đầy đủ giới, cũng năng phòng hộ giữ gìn luật hì biệt giải thoát cho đến nói rộng, mật hộ căn môn, hoặc phòng hộ giữ gìn niệm, hoặc thường thuận theo niệm cho đến nói rộng. Ở nơi ăn biết lượng, ở nơi việc ăn uống, từ trạch mà ăn, không vì vui thích sung mãn, không vì kiêu ngạo phóng dật, cho đến nói rộng, đi đứng qua lại, an trụ tránh biết cho đến nói rộng. Tất cả như vậy nên biết đã rộng thuyết trong thành văn địa. Lại nữa, này rộng thuyết đạo, trong ốt đà nàng nói, niệm trụ chánh đoạn, thần túc căn lực, giác chi đạo chi, vô lượng theo sau. Vì muốn sinh đủ bốn niệm trụ nên phát khởi vui muốn lãnh loại phẩm thượng, tức là vì đoạn trừ lỗi lầm của tác ý bất chánh, tinh tấn, siêng năng sách tấn vì muốn đoạn trừ các lỗi lầm chậm chạp, siêng năng sách tấn vì đoạn trừ các lỗi lầm của hai tùy phiền não hôn trầm và trạo cử, dũng mãnh vì không tự khinh miệt, dũng nhuệ vì năng đối kháng ngoại địch, không thể chế phục, vì không sanh vui đủ đối với ít phần chứng đắc thấp kém, chánh niệm vì không quên mất dạy trào, chánh biết vì không hề phạm cấm giới, không phóng dật, xả ách thiện, không xả ách thiện, trụ nhiệt quang năng tu pháp đối trị giải đãi, chánh giải vì năng tu pháp đối trị hủy phạm, niệm thành tựu vì năng tu pháp đối trị quên mất chánh niệm, điều phục thế gian vì năng tu tất cả pháp thế gian chân chánh đối trị tham ưu. Trong đây hiển thị siêng tu niệm trụ, tức là các bí xô. Cần phải tu tập bốn chủng đối trị. Lại nữa, chỗ có tên gọi sai khác của các chánh đoạn, các thần túc như đã thuyết rộng trong thành văn địa. Lại nữa ở chỗ như lai an lập, chánh tín, nói rộng nên biết như phần hiếp quyết trạch. An trụ có thế lực, có tinh tấn, có rõng mãnh nên biết nói rộng như Bồ Tát địa. Lại nữa từ trạch các pháp, từ trạch thẳm sâu, tầm từ toàn khắp, quán xét toàn khắp, nói rộng. Như thành phản địa đã đạt được tác ý trần vô lậu, duyên cảnh thánh đế tác ý tương ưng tất cả vô lậu gọi là trạch pháp. Từ trạch tổng hợp chúng tất cả chủng loại pháp khổ là khổ thánh đế. Từ trạch thẳm sâu phân tích nắm lấy từng phần riêng của các khổ, tức là sanh khổ lão khổ, cực từ trạch pháp, tức nương xứ đầy chọn lựa pháp như khế kinh. Vì cớ sao? Vì nương đầy nên trước hết phần tù thực hành. Lại từ trạch quyết định hiểu rõ sâu xa, từ trạch thẳm sâu quyết định hiểu rõ sâu xa hết thảy, cực từ trạch pháp quyết định hiểu rõ sâu xa hết thảy những điều gần. Và phần trước là tìm hiểu đạo, phần này là quyết định đạo. Lại có cách nói khác, nói hiểu rõ vì ở nơi sự sở trì tác ý phát khởi hiểu biết, hiểu rõ hết thảy vì đã phát khởi hiểu biết rồi phương tiện tìm hiểu, hiểu rõ gần tìm hiểu rồi xác quyết thông suốt sáng rõ vì rõ biết phân biệt thể thông đạt vì thông đạt sự sở trì. Lại thông suốt sáng rõ vì rõ biết tự tướng, thông đạt vì rõ biết cộng tướng, quan sát sâu năng quyết định nắm giữ tận sở hữu như sở hữu trước sau dần dần tăng trưởng bội phần, thông duệ ở trong nghĩa kia trước sau thiếu lớp không quên mất, giác thèm năng chọn lựa tuệ câu sành mình tuệ do huân tập mà thành tựu, tuệ hành năng thọ trì đọc tụng luận vấn quyết trạch thủ thắng liễu biệt tăng thượng, tức ở nghĩa kia chuyển tăng trưởng phần mình riêng năng tụ tập tuệ. Tỳ bát xá na, ở nơi nghĩa đã liễu biệt trước, quan sát sâu xa, trải qua, nhập vào. Trước tầm tư ở nơi cảnh sở duyên, trải qua tác ý tư duy nên tầm nhập vào. Nạp thọ, năng thấu nhiếp lãnh thọ kia, thôi thúc tầm, tức là nắm lấy các tướng kia. Cực thôi thúc tầm, tức là nắm lấy tướng tùy hảo của kia. Lại có cách nói khác, thôi thúc tầm, vì tâm mong cầu tìm hiểu. Cực thôi thúc tầm, vì tâm tư duy, quán xét. Thôi thúc tầm cùng tột vì ở nơi được mất thúc đẩy chọn lựa tầm tư cực bén nhạy, vì thánh giáo làm chỗ nương mà khởi tầm cầu gọi là tầm tư, vì hiện lượng làm chỗ nương gọi là tư duy, vì tỷ lượng làm chỗ nương gọi là phân biệt. Chán lìa tăng thượng ý lạc phát khởi quyết định ở nơi hạnh viễn ly, xa lìa từ người nên thọ biên xa lìa, tùy lìa thọ rồi về sau năng phòng hộ giữ gìn giới kia, hoàn lìa nếu đã phạm rồi tức năng như pháp hối trừ. Từ đây về sau dừng nghỉ, hành trì luật nghi, tùy phòng hộ giới. Dừng nghỉ, đầy đủ sự nhu hòa nhẫn nhục, luật nghi, đầy đủ thiểu dục từ tâm, mật hộ căn môn. Tức tự mình không gây tạo,
không gây tạo do không tác động đến người khác, không hành do rõ biết chân chánh nên không hiện hành, không phạm không do quên mất chánh niệm mà hiện hành, cầu đò về nương đây vượt qua pháp ác, phao nổi nương đối trị, thể năng chuyển vận di cuồng lạc đường, khiến vượt thoát đi ngược các pháp chướng ngại, không hỷ lạc ở nơi hạnh viễn ly, tăng thượng ý lạc rất đầy đủ sung mãn, không trái vượt vì ở trong tất cả nhóm sở học, vì không hủy phạm, vì không xả bỏ, không trái vượt khác, ở nơi một phần sở học, vì không hủy phạm, vì không xả bỏ, niệm vì tâm an trụ, niệm hết thảy là tâm an trụ đẳng trụ, như vậy nói rộng chính trùng tâm trụ sai biệt, tướng đây đã thuyết trong thành phản điện. Lại nữa Út Đản Nam nói, chỉ tuyên thuyết thiện dục, bùng cháy riêng xa trần, như bệnh thầy giải thích, ngã đoạn tận sanh thầy, gồm trời thế chúng sanh, nương thầy, ngã tác thầy. Nói trí tức tuệ do lắng nghe lời nói làm tiền dẫn, kiến tuệ do kiến lời nói làm tiền dẫn, giác tuệ do nhận biết lời nói làm tiền dẫn, trì tuệ do hiểu biết lời nói làm tiền dẫn, trí biết cảnh chẳng hiện thấy, kiến thấy cảnh hiện thấy ở trước, minh thông hiểu ngược lại vô minh, giác thật có nghĩa, trí giác trí hiểu biết không tăng thêm những gì chẳng thật có, tuệ đắc tuệ do câu sanh sanh khởi, minh tuệ do gia hạnh huân tập mà thành tựu. Hiện quán ở bên trong hiện quán các pháp rồi, đối với các pháp chẳng phải không hiện thấy, chẳng cần duyên trí khác. Lại nữa nói tuyên thuyết tức nhân người thỉnh hỏi mà vì họ ký biệt, thì thiết do lời và dục thứ lớp kết nối danh cú bản thân, an lập đã thứ lớp kết nối rồi tóm được vì người thuyết, phân biệt đã được thuyết rồi, phân biệt khai thị giải thích nghĩa ấy, khai thị năng chuyển truyền đoạn trừ chỗ sai nghi hoặc của người, hiển pháp tự thông đạt nghĩa cú thảm sâu, tìm người hiển dạy, dạy không nhân người phát khởi thỉnh hỏi, chỉ vì ai mẫn nên thuyết pháp khai thị, khai thị khắp diễn thuyết không gián đoạn, không lấy quyền làm thầy, không ôm lòng che giấu. Lại nữa lúc đầu thiện tức khi lắng nghe sành hoàn hỷ, lúc giữa thiện khi tu hành không ngại vất vả khổ nhọc, nương hành trung đạo xa lìa hai biên, lúc sau thiện cực rốt ráo lìa các cấu và tất cả rốt ráo ly dục làm ngặt mé sau, diệu nghĩa năng dẫn phát lợi ích an lạc, văn thiện xảo theo kết nối danh thân và lời đầy đủ viên mãn thuần nhất, không cùng chung với ngoại đạo viên mãn, vì không hạn lượng nên tôn quý thủ thắng hơn cả, thành tịnh vì tự tánh giải thoát, sáng sạch vì tương tục giải thoát, phạm hạnh vì tám thánh đạo tri, nên biết đạo đầy lưu chỗ hiển thuyết của bốn chủng diệu tướng như thuần nhất, lắng nghe kỹ ở nơi tướng pháp như vậy khích lệ khiến lắng nghe sâu xa, nên khéo khẩn thiết khuyến khích khiến không điền đảo như lý tư duy ẩn trọng không gián đoạn. Lại nữa nói dục mãnh lợi như tác nghĩ, đối với việc kia ta nên làm gì cho đến nói rộng, yêu thích mãnh lợi ở trong việc tu tập gia hạnh chân chánh, vui mãnh lợi đối với bậc tuyên thuyết và đại sư như bậc đáng tôn trọng, tín mãnh lợi đối với giáo pháp dạy trào dạy dần. Lại nữa nói năng bùng cháy tức là nhanh chóng chứng đắc thông tuệ, chọn không tự nhàn hạ trì hoãn, phát sinh tinh tấn kiên trì cho đến về sau, thuận du già tôn trọng lời dạy mà hơn tu gia hạnh, hoặc bằng hoặc hơn, chọn không giảm dần suy thối, năng vĩnh viễn đoạn trừ, năng tu tập đối trị phiền não, năng nhàn cư nương cư trú ở chốn viễn ly nơi bờ vắng, tu tam ma địa khiến hiện tại tiền, nương tam ma địa tu tập đối trị. Lại nữa riêng tức ở chốn viễn ly nơi bờ vắng, không an trú xứ thứ hai, xa lìa đối với các sự nhiễm ô vô ký, không hiện hành tác ý, không phóng dật ở nơi tầm tư pháp ác như dục, phòng hộ tâm lại tự an đặt mình nơi các phẩm thiện, bùng cháy như trước đã thuyết, phát khiển bên trong gìn giữ tâm đã trừ năm cái, lại do đây nên phát khởi khiển trừ kia, khiến đến nơi an ổn vô thượng. Lại nữa nói xa trần địa cấu, trần trí đã sanh nhưng chưa đến rốt ráo, năng chướng ngại hiện quán hoặc có gián đoạn hoặc không gián đoạn, hiện ngã mạn chuyển cấu sở hữu thô trọng của phẩm ngã mạn và phẩm kiến đoạn, vì nay tất cả kia vĩnh viễn đều không nên gọi là xa trần địa cấu. Lại trần là ngã mạn và tất cả phiền não kiến sở đoạn, cấu sở hữu thô trọng của hai phẩm ở trong pháp, an trụ trong sở hữu tự tướng và cộng tướng của pháp, pháp nhãn tuệ như thật hiện chứng duy trì có pháp, pháp kiến ở nơi khổ như thật thấy, pháp đắc tùy chứng đắc quả sa môn, pháp trì đã chứng đắc rồi như điều đã chứng, năng tự rõ biết ta là dự lưu, ta đã chứng đắc giác khổ tối đoạn, pháp trí thành vì lực hiện quán đế tăng thượng, thành tựu chứng tịnh
Đối với Phật Pháp Tăng và giới mà Bậc Thánh yêu thích tự mình đã chứng đắc dụng chánh tín như thật, chí thành thực hành. Vượt qua hoặc ở nơi sự chứng đắc của bản thân, vượt qua nghi ở nơi sự chứng đắc của người, chẳng được duyên nơi người, ở nơi pháp đầy bên trong tự mình chứng đắc, chẳng phải chỉ lắng nghe theo người, chẳng bị điều khác dẫn đoạt, ở nơi thánh giáo của đại sư không bị tất cả ngoại đạo dị luận khác dẫn đoạt, ở trong các pháp được vô ý, ở nơi chứng đắc của bản thân, nếu bị người cật vấn quyết không hãi sợ, ngược dòng vì đã chứng thánh đạo, thú hướng ký thần thông dốc giáo đi vào các cõi, không thối trở lại, lại có sự sai khác nên biết kiến lập hai chủng pháp là thế tục và thắng nghĩa. Lại nữa, này thuyết như bệnh cho đến nói rộng, sao gọi là hiển thị kia như bệnh, chẳng phải chỉ thuyết kia như trọng bệnh cho đến nói rộng. Người tu hành trước như thật dụng hành vô thường, ở trong sự kia như thật chế trách, khởi từ gì đầy như bệnh, thật đáng nhàm chán trái lìa. Vì muốn không hòa hợp với hít kia nên kể đến thuyết hành vô thường, như thật hiển thị quan sát quả kia vô thường, vì hiển hiện sanh của thân cùng với sát na đều chuyển chuyển, sát na chuyển chuyển do xúc kia sanh khởi tận diệt, nên thọ kia cũng sanh khởi tận diệt, thấy đầy tường tục chẳng phải không hiện thấy, chẳng phải duyên trí khác. Khổ có hai chủng khổ, đó là các khổ như sanh và các sở hữu thọ đều nói là khổ. Hai chủng khổ đây như chỗ thích hợp do thấy hữu của sanh thân chuyển chuyển nên được hiểu biết nhập vào, tức là chết không gián đoạn, có hữu của sanh thân sanh khởi, sanh rồi lại có lão, các khổ. Cho nên thuyết là vô thường nên khổ, do thấy sanh thân có chuyển chuyển cho nên nhận biết được tánh khổ. Sao gọi là các sở hữu thọ đều nói là khổ? Các thọ lạc biến hoại nên khổ, tất cả thọ khổ sanh rồi trụ nên khổ. Thọ không khổ không lạc, thể là vô thường, là pháp hoại diệt nên nói là khổ. Trong đây thọ lạc do vô thường nên tất có biến hoại, tất cả thọ khổ do vô thường nên sanh trụ tương tục đều sanh khỏi khổ. Thọ không khổ không lạc đã hoại diệt rồi, do vô thường nên gọi là khổ. Đã sanh khởi tức pháp hoại diệt nên cũng gọi là khổ. Pháp hoại diệt đây vì hai kia đuổi theo, vì tương ứng với hai kia nên cũng gọi là khổ. Sao nói phải quán thọ lạc là khổ? Do thọ đây là tùy miên của tham, do tùy miên nên đường lai nắm giữ khổ, ở trong hiện pháp năng sanh hoại khổ, như vậy phải quán thọ lạc là khổ. Sao nói phải quán thọ khổ như tên, tức là quán như tên độc cho đến hiện tiền thường não hoại? Sao nói thọ không khổ không lạc, thể là pháp vô thường hoại diệt, đã diệt tức là vô thường, đừng lúc chưa diệt cũng chính là pháp hoại diệt. Nếu vô thường từ đây lại sanh hoặc lạc hoặc khổ, pháp hoại diệt thì trọn chẳng thoát khỏi hai chủng khổ lạc. Không tức là pháp chân thật, không thường không hằng biến đổi, vô ngã vì xa lìa ngã, vì nhiều duyên sanh, vì không tự tại. Lại nữa, nói giải thích vì năng hiển thị tự tánh kia, khải thị vì hiển thị đầy nên biết khắp, vì đầy nên vĩnh viễn đoạn sai biệt. Hiển rõ, năng hiển thị nếu chẳng vĩnh viễn đoạn, nếu không biết khắp thảy thì thành quá hoạn. Liễu là tác ý liễu tướng, giải là tác ý thắng giải, trì tác ý viễn ly, giải liễu vì rõ được tự tướng, cận giải liễu vì rõ được cộng tướng, liễu tận tưởng để rõ biết tận sở hữu của kia, thông đạt vì rõ biết như sở hữu của kia, xúc nhiếp vào phạm hạnh và trong tám thánh đạo trì, tác chứng quả của kia là niết bàn. Lại nữa, nói ngã tức phải năm thủ uẩn, hãy ngã, ngã sở kiến hiện tiền, hữu tình, các bậc hiện thánh vì như thật rõ biết chỉ có pháp, lại không biết khác, lại vì rõ biết ở nơi hữu tình kia có ái trước. Ý sanh, đây là tánh chủng loại ý, nho đồng, ma nạp phược ca, nương ở nơi ý hoặc cao hoặc thấp, dưỡng dục về năng tăng trưởng nghiệp hậu hữu, về năng tạo tác tất cả dụng sĩ phù, bổ đặc giả la, năng lớp lớp tiến đến nhập vào các cõi không biết chán đủ. Mạng giả, sống hòa hợp hiện tiền tồn tại hoạt động. Sanh giả, đầy đủ sở hữu pháp như sanh. Lại nữa, cần đoạn các ái, dừng dứt các kiết, tức là khi đắc hiện quan thành đế, liền năng vĩnh viễn đoạn ba kiết. Ở tất cả cõi, ái hậu hữu không hiện hành trở lại. Kia ở thời sau, lớp lớp sinh tù tề quán sanh diệt, lại năng vĩnh viễn đoạn mạng không sót thừa. Cho nên nói rằng năng tránh tụ tập vĩnh viễn đoạn các mạng, vì chân thật hiện quán nên tất cả ái tùy miên kia vĩnh viễn đoạn. Do nhân duyên đầy đầy đường lại các khổ và các pháp hậu hữu không thể được trở lại, lại năng rốt ráo hết ngàn mé khổ. Lại nữa, tà sành đã tận, đó là hữu thứ 8, phạm hạnh đã lập ở nơi thánh đạo,
tù rốt ráo nên không trở lại thối thất. Việc làm đã xong, tất cả kiết vĩnh viễn không sót thừa, đã chứng đắc tất cả đạo quả, không thọ hậu hữu ở nơi bảy hữu vĩnh viễn tận diệt. Lại ta sanh đã tận, có hai chủng sanh, một sanh của sanh thân đây như trước đã thuyết, hai sanh của phiền não đây mỏng nhẹ nên cũng nói là tận. Đây ký biệt quả thứ nhất, phạm hạnh đã lập là quả bất hoàn, vì phạm hạnh như tham vĩnh viễn đoạn. Việc làm đã xong, không thọ hậu hữu là quả A-la-hán. Nên biết trong đây ký biệt bốn chủng hành tướng giải liễu. Lại nữa, trời thế gian là cú chung, đây có hai chủng, một kẻ cả ma, hai kẻ cả phạm. Chúng sanh gồm có sa môn, bà la môn, hoặc các sa môn hoặc bà la môn sanh trong cõi người vì mong cầu ma phạm mà tu hành. Chúng sanh gồm có các trời người ở trong cõi trời trừ ma và phạm, ở trong cõi người trừ sa môn, bà la môn. Như vậy tổng kết giải thoát ba phược ra khỏi xa lìa dục tham. Lại nữa, nay nói tỷ nại gia đoạn trừ siêu vượt. Tỷ nại gia do tác ý liễu tướng và tác ý thắng giải, đoạn trừ do tác ý viễn ly, siêu vừa do tác ý quả gia hạnh cứu cánh, lìa hạn tức là lìa chín kiết, giải thoát tất cả sanh lão, lìa điên đảo do kiến đạo, nhiều do tu đạo, kia nhiều tu tập tu đạo gọi là nhiều, lợi ích hành các thiện, an lạc hành không tổn não, ai mẫn, như có người hành các thiện, hành không tổn não, ai mẫn đối với người, vì lấy việc đây làm chỗ mong cầu vì đáng vui thích nên được gọi là nghĩa, vì không có tội, vì năng dẫn nghĩa lợi, làm lợi ích an lạc đối với kia khởi hành thiện, hành không tổn não. Người là sát đế lợi, hoặc có người nhân nơi Phật xuất hiện nơi đời, hoặc nhân nơi tăng khéo thuyết chánh pháp nên khéo tu hành được nhiều lợi ích, nhiều an lạc, hoặc làm lợi ích an lạc cho mình thường xuất thế gian, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc cả hai chủng, cho nên nói nghĩa lợi ấy là lợi ích an lạc. Trong đây chỉ thuyết về trời và người, vì kia có năng lực liễu nghĩa, có thể tu chánh hạnh. Lại nữa, nương là năm thủ uẩn cùng bảy chủng sự được nghiệp thọ, tức là cha mẹ và vợ con. Thủ là các dục tham cũng gọi là thủ do không an lập, và an lập mà nói có bốn thủ, chỗ nương của tâm đó là bốn thức trụ. Chấp trước các phiền não do nương phát sanh, tức gọi là triền. Phẩm thô trọng của kia gọi là tùy miên, như vậy gọi là nương thủ, chỗ nương của tâm chấp trước tùy miên. Ở trong đây có thức thân cùng tất cả tướng bên ngoài, đó là tướng cảnh giới của ngã ngã sở ngã mạn chấp trước tùy miên nhân duyên. Lại nữa, hành của ngã ngã sở tức là hữu thần kiến, ngã mạn mạn đây tức các triển kia gọi là chấp trước, tức thô trọng kia gọi là tùy miên. Nhiều phần chấp trước đó là các ngoại đạo tùy miên thông cả hai. Lại nữa, Út Đà Nam nói như lai tưởng vô thường, đáy cát bố vô vi, chẳng có chẳng tương tục, không vô thường không sót. Hết thảy như lai ứng tránh đẳng giác như kinh đã phân biệt. Ứng vì nên cúng dường, mình hạnh viên mãn, đó là ba mình hành ngàn trạng hành hạnh thảy đều viên mãn. Lại nữa, bốn trưởng pháp tăng thượng tâm hiện pháp lạc chúng thảy đều viên mãn, trước là hành hạnh, sau là trụ hạnh. Trong đây thanh tịnh thần ngữ ý nghiệp hiện hành tránh mạng là hành viên mãn, mật hộ căn môn là ngàn trạng viên mãn. Do hai chủng đầy hiển thị ba chủng bất hộ pháp vô vọng thất của chư Như Lai, do không gây tạo lỗi lầm tịnh tự thế gian, ngàn chặn hành tự khổ hạnh. Thiện thệ vì trong đêm dài ở tất cả chủng đều đầy đủ hạ chủng công đức là tự loại lợi tha. Thế gian dài vì ở nơi tất cả chủng hữu tình thế gian và khí thế gian đều khéo thông đạt, do khéo ngộ nhập hữu tình thế gian. Vì nương túc trụ sanh tử, tiền tế hậu tế, vì nương tất cả thời, tám vạn bốn ngàn hạnh sai biệt, do khéo ngộ nhập ở nơi khí thế gian, tức là phương đông, mười phương vô biên thế giới hít thành họa đều khéo rõ biết. Lại ở nơi tự tánh các pháp thế gian, nhân duyên ái vị, quá hoạn xuất ly, năng hướng đến hành, đều khéo rõ biết. Vô thượng trượng phù đều hữu sĩ, vị trí không gì sánh xứng, không gì vượt hơn. Ở trong hiện pháp là bậc đại trượng phù, phần nhiều đều ngự vô lượng trượng phù, vì tối lệ nhất, vì tôn quý hơn cả. Thiên nhân sư, vì có năng lực khiến cho người hiểu nghĩa thẳm sâu mà sinh tu chánh hạnh. Phật Đà, vì rốt ráo đoạn tất cả phiền não, kể cả các tập khí, hiện đẳng tránh giác vô thượng, tránh đẳng bồ đề. Bạc Giá Phạm, vì thản nhiên an trụ ngồi tỏa diệu bồ đề, nhậm vận hàng phục diệt trừ tất cả quân ma có đại thế lực. Trong đề Như Lai là chữ trùng đầu tiên, ứng tránh đẳng giác vì vĩnh viễn giải thoát khỏi tất cả phiền não chướng và sở trí chướng. Riêng chi tiết bên trong lược có hai chủng, chỗ gọi cộng đức và bất cộng đức.
ở trong cộng đức như nó giải thoát khỏi các phiền não chướng và sở trì chướng. Các chữ còn lại trong cú mình hạnh viên mãn là bất cộng đức. Lại nữa ở trong kinh tường vô thường, tù tức là hoặc tù hoặc tập cho đến nói rộng, quả tù tất cả dục tham cho đến nói rộng, tù sai biệt, thí dụ sai biệt, tù phương tiện hoặc trụ a lan nhã cho đến nói rộng, trong đây hoặc tù do tác ý liễu tướng, hoặc tập do tác ý thắng giải, nhiều tu tập do tác ý còn lại. Lại hoặc tu ở nơi sự sở tri mà phát khởi hướng đến, hoặc tập tu gia hạnh ân trọng không gián đoạn, nhiều tu tập trường thầy tụ tập thành thục, là xứ vì làm chỗ nương, là sự vì làm sở duyên, tùy thuận do tác ý tư duy, xuyên suốt tập tùy muốn, tùy ý muốn mà được không khó khăn, khéo nhiếp thọ lắng nghe chánh pháp, khéo phát khởi bên trong nhiều lý tác ý tư duy. Lại khéo nhiếp thọ tác ý ân trọng, khéo phát khởi tác ý không gián đoạn, lại khéo nhiếp thọ đến cứu cánh, khéo phát khởi tránh gia hạnh, thuận theo dục tham nên nói ở nơi trạo, thuận theo sắc tham nên nói ở nơi mạn, thuận theo vô sắc tham nên nói ở nơi vô minh, nhổ tận gốc hại diệt tùy miên, nhành bẻ gãy các cành nhánh vì đoạn diệt kia, khiến thiện pháp địa thấp không tăng trưởng, vì dụng sở duyên tưởng vô thường, hiển thị tưởng vô thường, tự tầm tăng ý quán vô thường, lầu gác giải thoát độc hành với tưởng vô thường, đòn đông nương nhân kia dấu vết hình tướng vì tưởng bất tịnh, là bậc nhất vì sở duyên rộng lớn, dì chảy nhân giải thoát đồng hành với hít tưởng vô thường đang hướng đến niết bàn. Mặt trời mọc đang đối trị vô minh tối tăm, như luân vương vô học tưởng vô thường, như thành vương tưởng còn lại, hoặc ở a lan nhã, hoặc ở dưới gốc cây, hoặc ở nhà trống, hoặc ở nơi vắng vẻ dưới gốc cây có bóng râm, tức là thống nhất xa lìa giới hạn ngoại cụ, chỉ có sắc tánh vô thường, tức là chỉ có sắc đều không có ngã, phải tránh tù gia hạnh như vậy. Lại nữa, lược có bốn chủng đi đến đạo và hai chủng chứng đạo, do nghi nên không thể phát khởi đi đến, tùy phát khởi đi đến nên do tà tầm tư nên lạc đến xứ khác, đây là do phần tà tầm tư kiến hành, tuy không việc đây thì cũng không thể khám nghiệm dạy trao dạy dằn, phẫn lúc người khuyên cảm khổ não, người xuất gia không được tự tại ngăn cấm khó khăn hạnh thô tế, không vui sự sân hỗn tạp, hai chủng đầy giống như hầm hú vào hè suối, lại là hai chủng năng chứa lộ trình, tuy không có việc đây nhưng do lợi dưỡng và cung kính, tuy vào chốn núi rừng vẫn bị chướng ngại mãnh lợi rừng rậm thâm u, vì cớ sao tuy xả sự nhiếp thọ mà không thể xả bỏ đầy vậy. Lại nữa, nói có bố tức là có trộm cắp và gian dối, có úy tức là có đi qua rừng thâm u, có các ác thú và phi nhân đe dọa, có châm trích là tất cả xứ có nhiều gai độc châm trích, lạc đường đến xứ khác đường ác không bình an, nằm chủng như vậy hiện hiển khó khăn của lộ trình, đi vào đường ác hiển thị gặp phải khó khăn lạc đường, hành theo đường ác và thân cận không phải thiện sĩ, không phải thiện sĩ hiển thị bồ đạc giả la đang hành các lỗi lầm, các đạo tặc trộm cướp gọi là không phải thiện sĩ. Lại nữa, nói không động vì xả lìa tất cả tướng, không chuyển vì dứt tận tham ái, vì không lay động nơi các cảnh giới, khó thấy vì thảm sâu, càm lồ tức là sanh lão bệnh tử đều vĩnh viễn tận, an ẩn vượt qua tất cả tai họa khủng bố của người và phi nhân, thành lương vì tất cả khổ đều tịch diệt rất mát mẻ, việc thiện tức là cảnh sở duyên hệ pháp lạc trú hướng đến kiết tường, đoạn trừ tất cả cảnh sở duyên phiền não, không yêu sầu, vượt qua tất cả ái phi ái, lại chứng đắc rồi không bị hoại mất, không chết vì thường trụ, vì không thối thất trở lại, không thiêu đốt tức là thanh tịnh, không nhiệt não vì vĩnh viễn chấm dứt tất cả thiếu tốn ở nơi các dục, không bệnh tất cả bệnh tất cả ung nhọt đều vĩnh viễn lặng dứt, không động loạn tất cả động loạn đều diệt tận, niết bàn tất cả y đều tịch diệt. Lại nữa, sao là không có ngã, không có ngã sở, vì ở phạm vi đại vị lai mà nói, ở nơi tánh ngã ngã sở nhiếp lấy nội xứ ngoại xứ, nhiếp lấy tự nội thể tánh và nhiếp lấy các sự nhiếp thọ, không sanh khởi mong cầu, lại vì hiển thị sự mong cầu sở y không sanh khởi và mong cầu thọ của sở y kia cũng không sanh, ngã sẽ không có, ngã sở sẽ không có, vì ở phạm vi đời hiện tại mà nói, trước quán trạch diệt đầy quán vô thường diệt, lại vì trước chỉ có mong cầu, vì về sau ở hiện tại quán tánh nhân vô thường. Lại nữa, nói không tương tự tức đã chết rồi, về sau thức khác không sanh, không thủ không chỗ trụ thức, không hướng đến nhập vào sự danh sắc, tự thể vĩnh viễn không sanh khởi, không sanh trưởng,
không có danh sắc thêm tăng rộng, tất cả hành đều dừng nghỉ, tiếng ngũ uẩn đều dừng nghỉ. Lại nữa, nói không, tức xa lìa tất cả phiền não, vô sở đắc, xa lìa tất cả tướng sở hữu, ái tận, không mong cầu sự vị lai, ly dục, không thọ dụng hỷ lạc hiện tại, diệt, đoạn phiền não sót thừa, niết bàn là vô dư y. Lại nữa, nói vô thường tức là tánh phá hoại, pháp hư bại, hữu vi, nương tiền tế chỗ có tầm từ, tạo tác nương hậu tế chỗ có mong cầu, duyên sanh, nương hiện đời lực của các nhân duyên khiến sanh khởi, có pháp tận, vì tận dứt một phần, có pháp chết, vì diệt toàn phần. Lại có pháp tận, vì diệt toàn phần, có pháp chết, vì tương tục biến hoại, có pháp ly dục, vì tương ứng với quá hoại, có pháp diệt, vì tất cả pháp hữu vi, đều có ra khỏi xa lìa. Lại nữa, đoạn không sót thừa là cú trùng, nói vĩnh viễn xả bỏ đoạn các truyền, vĩnh viễn biến đổi nhả ra đoạn tùy miên, vĩnh viễn tận giải thoát quá khứ, vĩnh viễn ly dục giải thoát hiện tại, vĩnh viễn diệt giải thoát vị lai, vĩnh viễn tịch tịnh do kiến đạo, vĩnh viễn diệt chết do tu đạo, nên biết trong đây do hai trường đạo, nên đoạn sự phiền não hiền đạo không sót thừa.